kính thưa quý vị và các bạn hiện nay tín dụng đen trở thành một hình thức vay vốn mà không ít người tìm đến chỉ cần một vài thủ tục đơn giản là mọi người đã có thể được duyệt hồ sơ với con số có khi lên đến hàng trăm triệu đồng trên thực tế tín dụng đen là một hình thức cho vay với lãi suất cao hơn quy định của pháp luật không đăng ký kinh doanh và không được sự cấp phép của nhà nước hình thức này còn được gọi là cho vay nặng lãi. Để chấm dứt những bi kịch tín dụng đen, bà con hãy cùng chung tay tuyên truyền giáo dục kiến thức đến đông đảo người dân về tác hại của loại hình cho vay nặng lãi này. Phản ánh vấn đề trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bài học dây nóng của tác giả Ngô Hồng Phấn qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải, dây thanh Kim Cương, dây mai, vợ của thanh Kim Liên, dây cụ Úc tường duy giai cường con cố quốc sĩ đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn tại nhà chị mai nửa đêm trong lúc cả nhà đang ngủ thì anh thanh về kêu in nổi mở cửa mai ơi mở cửa mai ơi từ từ nửa đêm nửa hôm anh để cho hàng xóm ta ngủ với chứ chuyện gì vậy từ từ sao được nhà mình có chuyện nữa rồi kìa chuyện gì? Tôi đang ngủ mà kêu ôm sòm mà. Mai mốt về sớm chút đi. Không ai đâu mà canh cửa cho ông mỗi đêm mà nghe. Hồi chiều anh đi uống cà phê. Có hai thằng kia, nó chạy tới hỏi anh. Có phải là anh Dũng không đó? Hai thằng nào mà nó hỏi ông Dũng chi? Ai mà biết. Rồi nó đưa hình cậu tư của Hân ra. Đưa cà vẹt xe nữa. Nó nói ổng cầm xe gì đó. Vậy là chiếc xe con Hân chạy á. Ổng đem cầm rồi. Hèn chi hổm rài có hai người lạ kè kè theo xe con nhỏ hoài làm nhỏ sợ muốn chết vậy đó mai em điện cho ổng kêu ổng về giải quyết đi đem cất chiếc xe này cho ổng mình đừng có chạy nữa vậy mà cái miệng nói thương con nhỏ mua xe trả góp cho cháu đi học thôi lỡ rồi em cằn nhằn cũng không được gì đâu mai điện cho ổng về là xong à mình chỉ giữ xe cho ổng thôi nó không có dám làm gì mình đâu ở đó mà không dám tôi chắc là ổng cầm rồi mà không có đóng lãi cho người ta nên họ mới đi kiếm tùm lum chứ gì Thôi ngủ đi rồi mai tính Ngủ sao được mà ngủ Ông nội đó ám tôi hoài không biết chừng nào mới dứt được với ổng đây nữa Cậu Tư ở với vợ chồng mình nào giờ Cha mẹ thì không còn Vợ con ảnh cũng bỏ đi Nên ảnh nương tựa với vợ chồng mình Tôi thấy bà cằn nhằn ảnh hoài Tôi cũng tội nghiệp Dù sao cũng là anh em ruột mà Tội nghiệp là phải rồi Bạn nhậu mà Phải bên giật nhau chứ Thôi tôi ngủ à không bàn chuyện này nữa biết bà nói vậy á hồi nãy tôi câm cái họng luôn cho rồi cho khỏe vậy ông nín luôn đi đêm nào cũng đi 11, 12 giờ mới về về còn báo hung tin nữa ngày mai á tôi làm cho ông một trận cho đã cái nư. tức muốn chết luôn anh của bà bà muốn làm gì thì làm đi tôi không có xen vô mệt tôi ngủ đây Hai ngày sau, tại nhà cô Út, cô đang quét sân, chợt thấy vợ chồng anh Thanh chạy xe máy ngang. Cô liền gọi. Vợ chồng Thanh hả? Đi đâu vậy đó? Ghé cô hỏi thăm tụi bên chút coi. Dạ, tụi con đi công chuyện về. Có chuyện gì vậy cô Út? Ta nói cách đây hai ngày, cô thấy có hai thằng thanh niên lạ mặt vô nhà bay. Rộn lá cái cô thấy có công an nữa. Có chuyện gì vậy bay? Ông Dũng dai tiền của tụi nó nên nó tới đòi lấy xe đó cô. Ừ. Vợ con thấy vậy mới mời công an đó. Cô thấy không? Ổng báo con. Ổng đi rồi mà còn bị người ta đến đòi nợ. Mắc cỡ muốn chết nha. Hèn chi á cô nghe đôi cô qua lại. Rồi công an tới giải quyết ra sao mai. Cô biết không? Cũng mai á là bữa đó đó. Thằng Thuận nó trực. Mà công nhận nha. Thằng Thuận nó làm việc bản lĩnh thiệt luôn á cô. Bà có cái tật dòng do hả? Nói nhanh cho cô Út nghe đi kìa Từ từ kể Cô cũng muốn nghe coi sự tình nó ra làm sao Con trình bày xong Công an mới hỏi tuổi nó Nhưng tuổi nó cứ lòng vòng Nói là bọn em tới thu hồi nợ của anh Dũng Rồi đòi lấy xe Công an xem giấy tờ hợp đồng Rồi kết luận Đây là hợp đồng dân sự Nếu hai bên không thỏa thuận được á Thì bên anh có quyền khởi kiện ông Dũng ra tòa Chứ không được lấy xe người ta nhưng mà nó nhất quyết nói á, là bên nó không có liên lạc được với anh Dũng. Hơn nữa đây là tài sản của công ty, nó có giấy tờ đầy đủ, nên phải lấy xe trong hôm nay. Chà, tình hình căng vậy bây. Thằng Dũng nó dai bao nhiêu? Dai làm gì? Để tụi nó tới siết xe dữ vậy? Dạ, dai 9 triệu. Công an đâu có cho nó lấy chiếc xe máy. Hai thằng này á cũng dữ lắm nghe cô. Nó nói nó có giấy tờ cà vẹt xe và chữ ký của anh Dũng đầy đủ nên vợ nó có quyền lấy xe lại. Công an mới hỏi tụi nó là mấy anh tới sao không trình báo với công an địa phương? Tới đây có mục đích gì? Giấy ủy quyền đâu? Công an dặn con không được đưa xe cho ai ngoài anh Dũng hết á. Phải nói là hai thằng nó lì thiệt, cứ một mực đòi lấy xe cho bằng được. Cậu Tư nói vậy, con giao xe lại cho ổng, làm gì thì làm, con sợ tai tiếng lắm cô ơi. Bọn này nó có máu mặt, mới làm nghề cho dai chứ. Mà nói gì thì nói, bay phải kêu thằng Dũng về giải quyết một lần cho xong đi. Dạ, con điện cho thằng cháu con của anh Dũng rồi, để nó về giải quyết. Chứ tụi con cũng không có rành, ổng dai cách nào mà bị dậy nữa cô. Ừ, tụi bay kêu nó về sắp xếp đi. Đúng lý ra là thằng Dũng phải về, chứ bộ trốn được hoài hàng sao, mà để cho con nó về. Bởi vậy con cũng tức nữa, ai làm thì tự chịu đi. Tự nhiên để bọn đó tới la ôm sờm à, tôi rầu quá vài ngày nữa mà ổng không về là tôi giao xe cho bọn nó luôn đó yên tâm đi về mà thôi mình về lo cơm nước anh ơi sáng dỗ mệt quá dạ vợ chồng con về nghe cô út ờ à. cường là con cô út nghe cô út kể lại sự việc nên vội vã qua nhà vợ chồng chị mai cảnh tại nhà chị mai có nhà không chị mai ơi ai đó chờ chút nghe. ủa cường hả có chuyện gì không cường em nghe má em nói vụ chiếc xe của anh dũng rồi nên em qua hỏi thăm anh chị em có biết á ông dũng dài sao không vậy cường dạ em không có gặp ảnh nhưng em biết rất là rành chị giải quyết sớm đi không thôi á nó tính tiền phạt dữ lắm đó bộ ông dũng ông khùng hay sao mà dám đụng vô mấy chỗ này không biết luôn. Trời ơi, đang kẹt. Ai chỉ đâu thì làm đó, chứ ổng có biết nó tráo trở trong hợp đồng đâu chị. Anh Dũng dây tiền thế chấp tài sản là chiếc xe. Nếu không thực hiện theo hợp đồng, thì nó bán cho mấy thằng chuyên đi đòi nợ thuê. Tụi nó tới xiết xe mình. Nó nói là ông Dũng đóng trẻ cả tháng gì đó. Ồ, ờ, mà sao tụi nó biết á, tìm tới nhà chị vậy ta? Hổm á, nó còn đi theo anh Thanh tới quán cà phê nữa đó cường. Nó cài định vị mà chị, chạy đâu cho khỏi nó. Em rành quá hén, Mà nó cài định vị gì, gì vậy Giờ chị có tiền không Em dẫn chị đi đóng cho tụi nó Để trễ nhiều ngày không có được đâu chị Em dẫn chị đi Khỏi cần anh Dũng về cũng được Em rành mà Em chờ chị á, nhắn thằng con ảnh Kêu chuyển cho chị Rồi mình đi nghe Đưa đủ tiền á, thì ổn chứ gì hắn Cường Dạ tụi nó hù mình vậy thôi Chủ yếu nó lấy được tiền là em hả chị Chị sợ không có ổn ký Sau này á nó lật lộng rồi sao em ra đó chị điện cho anh Dũng nói chuyện, rồi lấy cà vẹt xe, xé hợp đồng luôn là xong. Không có giấy tờ, thì làm sao nó lật lọng mình được? Ừ, cháu nói chuyển tiền cho chị rồi nè, mình đi cường ơi. Dạ, chị lên xe, em chở chị đi. Ừ. Vợ chồng bay đó, lo vụ chiếc xe làm sao rồi Thanh? Dạ, Cường chở vợ con đi rồi cô Út. Chắc cũng sắp về rồi đó cô Cô biết không Ổng dài 9 triệu Góp 12 tháng Mỗi tháng 1 triệu 6 Còn phí phạt nữa đó cô Trời đất ơi Tổng cộng gần 20 triệu hả Dạ Kìa Hai đứa nó về kìa Sao rồi bay Dạ Xong hết rồi cô ơi Mà cô tới lâu chưa Cũng mai á Có thằng Cường nó rành không thôi ông Dũng phải về, chứ mình con á là con thua á. Anh nghe bạn bè nói á là em cũng làm nghề cho dai như tụi nó phải không Cường. Dạ, em hiểu được nỗi khổ của bà con khi dây với tụi này, nên em bỏ lâu rồi. Cái gì? Con làm nghề này hả Cường? Không có được đâu à nghe, đùa giỡn với luật pháp là chết đó con. Bố mày muốn chết thiệt hả Cường? Dạ con bỏ lâu rồi, giờ con làm ăn chân chính má ơi. Mọi người biết không? có chỗ người ta cho cầm xe với giá 7 triệu, một tuần phải trả lại 700 ngàn, nửa tháng lần triệu 2, một tháng thì 2 triệu lần đó. Tao nói cái tụi này nó ác thiệt chứ, chỉ có những người nghèo khổ mới lao đầu vô cho nó cạo thôi. Con á, mà còn làm nữa á, là má từ mày luôn nghe cường. Cô nghĩ coi, thó đời nay như vậy á, mà ông Dũng ông cũng cầm xe nữa. Thường á, thì mình đi dai thế chấp xe, trả trong 12 tháng là xong rồi. À, Ai yeah. dè, tới chừng coi lại hợp đồng mới dở lẽ ra là mình bán xe cho công ty rồi thuê xe của mình lại chạy đó cô. Đa phần các cơ sở cầm đồ đều cho vay với lãi suất cắt cổ, nhưng rất khó xử phạt vì cho vay nặng lãi. Trước đây thông tư liên tịch số 02 trên 1995 giữa Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cầm đồ và phí cầm đồ tối đa không quá 4,2% trên một tháng. Hiện tại, các văn bản chỉ quy định lãi suất cho vay cầm đồ không được vượt mức 20% một năm của Bộ Luật Dân Sự mà bỏ quy định về phí. Đây là kẻ hở để các cơ sở cầm đồ lách bằng lãi suất cho dài thấp nhưng lại kèm theo rừng phí như là phí thẩm định nè, rồi phí quản lý tài sản. Ôi, đủ thứ luôn cô ơi. Tại khi dai á, ổng không có hỏi vợ chồng con, nhắm mắt nhắm mũi ký vô, không có coi kỹ. Miễn sao ôm được 9 triệu là mừng rồi, Nên mới có cớ sự như vậy nè. Đến khi dai rồi, thì hàng loạt cái chi phí phát sinh đổ lên người dai dẫn tới mức lãi suất khủng khiếp như vậy đó. Tóm lại là do lỗi của mình. Thiếu hiểu biết mới bị tụi nó lợi dụng như vậy. Biết nó phi pháp nhưng làm gì bây giờ? Nó không có ghi lãi suất trong hợp đồng cao nên đâu có cơ sở mà thua gửi. Đây cũng là một bài học cho sự thiếu hiểu biết của thằng Dũng. Chứ dướng vô mấy cái vụ lùm xùm này mệt lắm. Thôi giải quyết xong rồi. Cô cũng mừng cho tụi bay á. Còn con, con phải ra sức tuyên truyền cho bà con biết để tránh trở thành nạn nhân của bọn tội phạm cho dây nặng lãi, tính dụng đen. Mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không dây tiền qua các ứng dụng app điện thoại trên mạng Internet hoặc các dịch vụ tổ chức cho dây bất hợp pháp này. Đúng vậy đó, mình cũng tuyên truyền thêm là khi người dân có nhu cầu dây tiền, nên đến các tổ chức tín dụng của ngân hàng để dây theo các chính sách ưu đãi của nhà nước hoặc các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động. Khi phát hiện các đối tượng cho vay nặng lãi hoặc là các app cho vay tiền với lãi suất cao trên mạng, thì mình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để yêu kịp thời xử lý, để bà con mình khỏi vướng vào bọn chúng. Vợ chồng bay cũng rất am hiểu chuyện này. Tại sao thằng Dũng không bàn với tụi bay chứ? Bởi vậy con mới tức á. Còn thằng Cường, con mà ngựa quen đường cũ là chết với má nghe chưa? Thôi, trưa rồi, cô về nghe hai đứa. Cường, chở má về con. Em về nghe anh chị. Ừ, cô út với em về. Vợ chồng anh cảm ơn em nhiều nha Cường. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh, bài học dày nóng của tác giả Ngô Hồng Phấn mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt